cái này là nấu lẩu Thái nha. Và có lá chanh nữa ha, lẩu Thái các bạn. Wow, bỏ ớt vô cho nó cay giống như là Thái ha. Ok. Ok, cái này dĩa hải sản các bạn ơi. Này cua hang, tôm hang, rồi nghêu. À, bây giờ mình dọn qua bàn nè, bắt đầu mình ăn nha các bạn. Cái này là cái lẩu, mình sẽ nấu cái lẩu. Ok. Rồi, cái này là cá với tôm. Ok. Rồi. Này là dĩa rau nha các bạn. Cái này là cải. À, bỏ thêm ớt nữa cho nó cay ha. Này hũ ớt nhà đó các bạn. Bắt đầu là mình nấu, bắt đầu bật lửa lên mình ăn nha các bạn. Ok, sôi xong mình bỏ đôi nữa ha. Nghe mùi cay luôn. Không có gì để đưa con lên á.